Đây là mình quay cho sạch. Lấp lấp trong cái bụi cây này. Mẹ dùng Zalo hay gì? Ừ đấy, Zalo đấy. Thế thì giờ điện thoại là cho Sản đi để nhớ đầu con. Mà giờ chưa có gì. Cho con ỉn nhá. Ừ. Chờ tí nhá. Nhanh nhá. Chúng ta thay lên nguyên cho lên đi. Mẹ vào đưa cho con nhỉ. Ừ. Đây, phố rồi gì đây. Đây. Đấy, bánh đấy. Xin chào bạn 22 nhé. 22 từ 782 nhé. Là 24 nhé, 25 mét. Vâng, vâng. Chiều dài mặt đường. Anh chú gọi cho anh trai rồi thì chốt cứng là mẫu một tầng rồi. Vâng ạ, vâng, nghe cháu là chốt là một tầng thôi chứ không làm hai tầng. Tôi ạ. Không bàn đến phương án hai làm gì đã cho nó đau đầu. Nhà đây tít đâu? Đi đâu? Nhưng mà chú ơi, chú ơi. Thuyết kế cho cháu làm sao cháu vẫn ưu tiên là 4 phòng ngủ chú ạ. 4 phòng ngủ, 2 WC. 2 WC, 4 phòng ngủ đấy, chú thuyết kế cho cháu như thế khách nào? Khách bếp đầy đủ. À. Thì, đầu tiên là bạn thích cái bên ngoài cái mặt tiền của cái nhà đẹp 99 đúng không? Cháu thích cái 77 và 99 à, đúng không? Cái 99 rồi, nhớ rồi. Đấy, vâng. Nhưng mà cái 77 và cái 99, 71 và 99 ấy, thì đúng toàn bộ cái mặt tiền của nó là kéo 20 mét. Kéo dài ra, nhưng mà cháu lại không được to như nhà thế. Nhà mình không được như thế, nên là cái cách thiết kế nó lại phải khác. Vâng. Cái tính công năng nó lại khác. Nhà mình thì mình đang sẽ tư vấn cho bố mẹ và các bạn là làm mẫu vuông. Mẫu vuông. Và bên bên trong này sẽ là có 3 phòng ngủ này. Phía trong này này. Còn phía ngoài là phía tây, nó nóng hơn thì mình sẽ làm phòng khách và phòng bếp. Tức là nó sẽ sát với bên tường ngoài này là phòng khách với phòng bếp. Đúng rồi. Còn trong này thì sẽ là phòng ngủ ạ. Rồi. Và nó sẽ kiểu như thế. Ở trong này phòng ngủ thì nó sẽ yên tĩnh hơn là ở ngoài đường thì nó sẽ ồn hơn. Nó yên tĩnh và hai nữa là mình phía ngoài mặt đường đấy mình cũng thể hiện thêm một cái sảnh phụ nữa. Hướng là mình vẫn là theo cái hướng này. Hướng vẫn là hướng Đông Nam, hướng cũ. Nhưng mà sẽ có thêm một cái sảnh trang trí nữa, sảnh phụ ở bên phía tây. Vâng. Cái sảnh bên đấy thứ nhất là để bên cái mặt tiền nó nhìn vào nó đẹp này. Vâng. Thứ hai nữa là khi mà mình đi chợ về là mình sẽ đi vào đây. Khu bếp. Chứ mình không phải đi qua mặt khách. Mình phải đi vào phòng khách đúng không? Ví dụ người đang nói chuyện lại cầm đồ ăn qua phòng khách nó rất là bẩn. Rồi. Và chú thiết kế cho cháu một cái khu bên cạnh đấy, ví dụ như là ở cạnh cái phòng bếp như cái nhà 71 hay 99 gì đấy cháu nhớ là nó có cái khu bên cạnh, ví dụ như là để mình ví dụ có cỗ bàn chẳng hạn mình phải rửa được mấy mâm cỗ thứ nó cạnh rồi, với cái phần rồi. Bếp mở cửa ra cái là mình đấy được và tất cả nó ở phía ngoài. Vâng đúng, ở phía ngoài không nó, sợ tắc tắc cống chứ các thứ không nó thành ra ngoài luôn. Thứ nhất là không sợ tắc cống, thứ hai nữa là nó không bị bẩn cái khu sân của đúng mình. Rồi vâng. Ví dụ ô tô các bạn đi vào là các bạn đỗ ngay rề xe máy ô tô xe đạp là rề đấy, xong là các bạn đi vào bếp luôn. Vâng. Các bạn không phải chạy qua sân chính này nữa thì nó mới sạch. Nó mới sạch sân. Được vâng. 1 2 3 4 5 6 7. Cái nhà mình nó sẽ vuông vuông như thế đấy. 2, 3, 4.
cái phòng ngủ của bố mẹ nó cứ xem khoảng từ 14 đến 16 mét vuông nhé. 14 16 đi ạ. Vâng, một phòng đấy là nhà vệ sinh cho ở trong phòng đấy luôn được không ạ? Có. Mình chỉ có một phòng vệ sinh ngoài là phòng vệ sinh chung thôi. Một khép kín, một chung. Một khép kín, một chung. Vâng. Sân, để cái khu sân là mình có cái phần mà mình để đỗ ô tô. Thoải mái đi. Là một, thứ hai là cháu cũng muốn ưu tiên là mình có một cái nhà kho chẳng hạn, để mình để đựng những cái đồ mà mình ít dùng đến nhá. Nhà kho và để ô tô thì chắc là ở cái những chỗ nào đấy. Để cho mình. Không cần nhiều đất để mà đi thẳng ô tô vào bếp đâu. Không cần nhiều đất thế đâu. Tại vì mình biết cái cháu cũng quan trọng là cứ cái nhà là phải có 4 phòng ngủ, vì cái đấy là quan trọng nhất của cháu. Rồi. Chứ ít quá. Còn những cái phòng kia mình có thể thiết kế nhỏ nhỏ hơn một xíu cũng được, cái phòng nhỏ. Khi mà các bạn lên 2 tầng á thì phòng riêng cũng được, nhà kho rồi, vâng, nhà xe rồi các loại, nhưng bây giờ nhà 1 tầng là đang phải căn đau đầu đấy. Vâng. Trước mắt là 3 phòng thì cũng chỉ sử dụng đến 1 phòng, đến 2 đến 3 phòng thôi. Vâng, đúng rồi. 4 phòng, còn 1 phòng thì gần như là phòng nhà kho ở ngay cạnh nhà bếp. Có ổn không? Tức là một phòng ngủ đấy coi như là phòng kho hay là như nào ạ? Không ạ, riêng chứ ạ. Cái phòng ngủ đấy trước mắt chưa dùng đến thì chưa có thể dùng đựng đồ. Nhà kho. À vâng, được, đúng rồi ạ. Chứ còn nói chung là có 2 phòng là để tạm thời để đồ, còn 2 phòng bây giờ 3 phòng rồi mà. Vâng. Thì mình có thể làm phòng lớn là cái phòng mà có nhà vệ sinh khép kín đấy ạ, là 14 đến 16 mét. Còn 3 phòng kia mình có thể cho nhỏ nhỏ thôi, tầm 12, 13, 14 mét cũng được, tầm nhỏ nhỏ 12 mét là đủ vừa sinh. Không nhất thiết phải quá to. Nó được một cái tủ này ấy. Như này thì các bạn cũng có thể là thiết kế 3 khép kín, 2 khép kín được đấy. Vâng. Một khép kín của bố mẹ, một khép kín của vợ chồng bạn nào về ở đây cùng bố mẹ là có thể khép kín được. Có đồng ý không? Hai khép kín thì cháu vẫn phải có một cái chung. Một cái chung còn. Một cái chung, một khép kín. Một cái chung, một cái khép kín còn không vấn đề trong nhà nhiều đâu. Không, đúng rồi. Để trong phòng nhiều khi nó cũng thành cứ một phòng chung đi ạ và một khép kín. Nhìn chưa? Cái xanh xanh là cái phòng vệ sinh ấy. Đây là phòng nào bên trái thì phòng nào vào thì đây là đường bê tông đây đúng không? Đường xóm đây. Cái phòng này là phòng khép kín này. Phòng khép kín ha. Phòng khép kín nếu mà dùng cho phòng trước thì sẽ mở cửa sang phòng trước, mà dùng cho phòng sau sẽ mở cửa cho phòng sau. Nếu mà em thích hai khép kín chỗ này là anh cũng bố trí luôn cho được thì đi cửa sang chia đôi. Thì em nhận xe thì không có tắm. Một khép kín và một chung. Không, VKC thì bố trí luôn cả sen vòi vào đấy cho nó tiện. Đã là khép kín. Vâng, khép kín nó phải có sen vòi trong đấy luôn thì mình tắm các thứ trong nhà luôn. Cái phần toilet riêng và phần tắm
giường. Không, ai tách thế lạc hậu em ơi. Người ta lại thích kiểu là sợ là kiểu tắm nó nước nó phải vào bồn cầu ấy ạ. À. Không, thì mình làm cái cửa kính ở cạnh đấy đúng không? Người ta làm vách kính thôi chứ. Là vách kính đúng rồi. Chứ không tách riêng bồn cầu ra, tách riêng bồn cầu là nó mất diện tích lắm, mà nó không phù hợp trong cái nhà hiện đại. Thì bây giờ một người đang đi vệ sinh mà lại một người vào tắm thế thì có thì... nhà mình đang có hai phòng rồi, không hai phòng rồi. Nhưng mà phòng kia giống như kiểu mình làm vách kính để ngăn giữa cái phần tắm và phần kia, nó sẽ không bị ướt vào đúng không ạ? Rồi cái phần tắm nó đẩy vào trong, còn WC lại để ở giữa thì khi mình tắm nó không bị ướt cái không sân. Không bị ướt cái sân. Vâng. Đấy là cái xu hướng mới bây giờ người ta làm tất như thế rồi. Như hôm ở khách sạn đấy nhà mình là đúng rồi. Ở trong đấy là phòng tắm ở đấy nhá. Nhà vệ sinh ở cạnh cái phần rửa mặt. Như cái hôm ở khách sạn đây đấy, xây theo cái kiểu như kiểu nhà chung cư nó hay xây như thế. Đấy, khu bếp nhà mình sẽ ở bên này. Bề ngang nó khoảng 14 x 14 em ơi. 14 x 14 hoặc 14 x 12 về anh còn cân đối điều chỉnh tiếp. Trên mỗi bên để lại 1 mét phía trong, còn đâu thừa nhiều thì để ra phía ngoài. Có thể không đến 14 đâu. Để cái kích thước là anh muốn cho vừa đủ thôi, bởi bên kia nó đang còn cái sảnh. Bên kia còn cái sảnh, ví dụ bên sát bờ tường hàng xóm để 1 mét, còn đâu bên bờ rào ngoài mặt đường phải để 2 mét, hơn 2 mét thì cái sảnh nó mới đẹp lên được. Đúng rồi, chứ mà sát quá nó lại nó sát quá kiểu, nó không không đẹp được cái sảnh. Và cái sảnh vừa lại của mình thì nó sẽ phát triển đi theo hai hướng này, chứ không phải là đi úp mặt vào tường nhá. Nó sẽ đi đây này. Đấy. Đi từ trước vào và đi ra phía sau. Chứ nó không phải đi sang đây. Bên này mình giới hạn vào tường rồi, đi sảnh vào đây nó úp mặt vào tường. Cái này là trong phòng đấy. Cái này là cạnh bếp. Nó lọt khe ở giữa, nó lọt khe ở giữa hai phòng, nhưng mà ngược lại nó vẫn là khép kín ở trong phòng đấy em. Tức là ở đằng chỗ đấy là có một cái tường ở ngoài chứ không phải hiện tại đang để hở nhưng mà nó có tường. Nó có tường. Nhìn ở ngoài vào là không thấy nhà vệ sinh. Không thấy nhà vệ sinh mà nó chỉ là cái góc khuyết để mình đi vào đấy thôi. Chứ còn không phải là em nhìn thấy cửa vệ sinh ở đấy đâu. Chưa thiết kế cửa, chưa thiết cửa ra vào. Cửa tí nữa sẽ có. Tí vệ sau. Tí vệ cửa sau. Bây giờ đang lấy diện tích này. Tính diện tích. Cái phòng khách của mình sẽ ngồi gọn sang bên này. Nếu mà thế thì mình thiết kế phòng khách được tầm bao nhiêu mét ạ? Rộng bên trong tất cả đấy luôn. Mỗi một ô vuông này là tương đương với 1 mét vuông. Thế chứ thử tính ra có được 30 mét vuông. Hơn. Hơn thế thì rộng đúng, cháu phải thích phòng khách phải rộng. 50 mét vuông. Cỗ bàn các thứ mình ngồi cho nó thoải mái. Chụp mâm. Đấy, phải thế. Khách cứ vào ngồi phòng khách giải chiếu trước các thứ nó rộng phòng khách. Chụp mâm có được không ông trưởng ơi? Tại bác chưa ngồi được thì muốn thật. Phòng khách nhưng trước nhà tuyệt rộng rãi rồi. Phòng khách riêng riêng mình đã thiết kế thì nó luôn. À thế phòng thờ cho cháu nhá. Đây phòng thờ đây. Cái phòng ngủ đằng sau phòng thờ. Cái phòng này là phòng gần như phòng nhà kho đấy ạ. Hoặc là trẻ con ngủ phòng đấy không sao luôn ạ. Cái phòng này nó đang là phòng nhà kho và cũng là phòng ngủ chủ bị, vì trẻ em ngủ đây vô tư luôn, thoải mái không được gì cả, trừ vợ chồng. Những cái vợ chồng mà cặp đôi đang sinh hoạt thì không nên ở đằng sau cái phòng này. Chứ còn cái phòng này mà nhà kho, nhà bếp chuyển sang đây tiện quá thì... Tức là bây giờ là đây là sảnh chính mình đi vào sảnh đây. Sảnh chính. Cái trong đây sẽ là một phòng ngủ này. Rồi. Đây sẽ là phòng khách ạ. Phòng khách ạ. Đây là phòng thờ thẳng luôn đây phòng đúng không đây. Ạ? Thế trong đây là mình sẽ đi hai nữa. Đây là đây bếp ạ. Đây là khu phòng bếp này, tủ lạnh này. Bếp chữ L này. Đằng sau bếp là khu vệ sinh này. Đây là thẳng đường cái đây ạ. Đường cái như đây ạ. Đường cái ngoài này. Vâng. Vậy đấy là đường cái cho dễ nhìn. Vâng, để cháu hình dung ra cho dễ ạ. Này.
đây là mảnh đất. Đây là đằng trước này. Đây là chỗ này là chỗ này. Đây là đây 1 2 3 phòng ngủ đúng không ạ? Đúng rồi. Thế còn đây là phòng cuối cùng, nó sẽ giáp với đường nhà Đức Mong này ạ. Đúng rồi. Đây là sau đấy đúng không? Tất cả là còn khoảng trống hết. À thế thì cũng thế thì như thế này, nhưng mà đằng trong đấy thì bên mình lại bị vướng của nhà cô Hồng ở bên này, nếu mà chỗ này mở cửa sổ ra sợ nó hơi bí nhỉ. Còn đất. Của mình còn 1 mét mà. Nó vẫn còn đất đúng không ạ? Đằng này còn cái đường này. Thế nhưng mà mình mở cửa sổ ra lại nhìn sang bên kia nó sẽ không. Nó vẫn còn đất, nhà mình vẫn còn đất. Tất cả vẫn còn đất hết. Tức là chú sẽ để cho cháu chỗ này 1 mét, chỗ này 1 mét. Bên này phải 2 mét này. Bên này 2 mét là cạnh với đường cái là 2 mét đây ạ. Thì chỗ này là để mình đi vào đây là gần khu bếp đúng không ạ? À cháu hiểu rồi. Tức là chúng mình đi vào đây cứ rửa ráy chứ ra đây còn mấy mét ở đây. Để thiết kế xong cái chung hết xong tí cái là có thể cần. Hình mỗi cái ô này em hình dung là một nó là 2 mét mỗi cái ô vuông. Mỗi ô vuông là hình dung vâng. Đường. Mỗi ô vuông này tương đương 1 mét. À. Bằng đúng 1 mét luôn. Vâng vâng. Đấy. Thì cái khu vực bàn ăn của mình nó sẽ ở gần gần khu giữa khu khách và khu bếp. Sao chép? Nó ở ngay cái sảnh phụ đi vào này. Đấy. Cho nó giặt giặt sang bên khu thờ. Gần đấy. Cái khu thờ này nhá, thì cái phía này mình có thể xây hoặc là cắt CNC mình chắn cái phòng thờ nó kín vào đây. Còn đằng trước là có cái yếm, sau là buông rèm xuống. Là nó kín cái khu thờ. Khu thờ này chỉ kê cái án gian và hai cái nọ hoa hai bên. Đấy. Để nó thoáng nhất thì mình không nên kê sập ở chỗ này. Kê sập vẫn kê thoải mái nhưng mà không nên kê sập và kê một cái chảng cái chiếu hoa ở đây đâu. À, cái thảm hoa. Cái thảm ở dưới đúng không? Cái thảm hoa. Thế thì mình sẽ không đi lại lên đó nhưng mà nó cũng không. Thảm hoa. Thảm hơn. Cái thảm thì em có thể giặt theo mùa. Em giặt được nó sạch sẽ hơn. Và cái thảm đỏ, thảm hoa đỏ chót ấy. Khoang bếp của em nó sẽ là 4. Bình thường là anh cứ chia mỗi khoang này là 4 này. Mỗi khoang sử dụng là 4 này. Đấy. Bếp thì nó không rộng đâu nhưng nó vay mượn ra toàn bộ cái phòng khách này, toàn bộ thì cái phòng khách nó vay mượn nhau cái khoảng chữ N này, em thấy nó rất là thoáng. Tại vì bình thường em thấy ở trên một số ảnh là từ phòng bếp này nó làm một cái gì nhỉ, cái khung gỗ để kiểu nó chắn hai bên này đúng không ạ? Cái hệ làm gỗ nhưng mà mình cũng không cần thiết đâu, ở nhà mình ít người mà không cần thiết phải làm gỗ đâu. Đi thẳng ở đây khách còn chuyện đây thì có đi đây ra đây vào đây luôn cũng được. Đây bình thường là người ta sẽ có cái hệ nam gỗ người ta chắn ở cái khoảng đúng rồi, chắn ở cái khoảng đấy rồi như kiểu chắn đấy, chắn khoảng đấy kiểu hoặc là làm kiểu nữa, xong rồi mình để những cái ly ở trên ý, xong rồi mình để bình rượu rồi. Rồi các thứ chạy hai bên đấy là đi ra đây là lấy cái bình rượu các thứ ra đây uống rượu là chắn đấy và khu vực xong phòng ăn sẽ chắn như thế ngay ở đằng sau cái bức chắn đấy. Vâng. Cái phòng ăn và để mình hưởng cái không gian ra sảnh phụ. Mà cạnh đường thế này, hết cái thứ nó mùi nước nó bay hết ra ngoài, nó cũng sạch. Cống cái thứ thẳng này. Bếp khách ở phía tây này quá hợp lý luôn. Vâng. Thứ nhất là nó lắng thì nó tạo cái khoảng trống. Và cái phòng ngủ bên này quá yên tĩnh luôn, quá mát luôn, đúng ý của... Tivi đây em ơi, tivi đây. Tivi từ đây á thì tivi bây giờ thì các bạn phải là chơi loại 65-70 inch rồi. Thì nó có cái khoảng cách từ 8 đến 10 mét ấy. Từ 6 đến 8 đến 10 mét thì các bạn xem tivi nó rất là thoải mái, nó không bị cấn mắt. Cháu này cháu làm cái bộ ghế sofa to đùng ở đây này. Đấy. Sau chỗ này tivi gắn vào tường. Sofa ở đây thì để mà cái phù hợp nhất cái nhà Nhật này nha các bạn. Chơi sofa gỗ óc chó, bộ đùi gà. Bộ như nào lúc nào gửi cho cháu xem nhé. Rồi cái bộ đùi gà. Bộ đùi gà thì
bộ bàn ghế nhập. Có cả gỗ à? Cháu tưởng là cái bộ kia cháu thích nó. Nó kết hợp cả gỗ và sofa. À. Nó có rất nhiều ngăn kéo để chứa đồ trong đấy, đấy, đấy. Nhìn cái bàn nó phẳng lét. Muốn thiết kế là nó phải có nhiều tủ tiếp các thứ để mình để đồ nó không bị lộn xộn ra ngoài. Nguyên cái ghế nó đã có mấy cái tủ rồi. Trên cái bàn nó lại có mấy cái tủ. Tủ rồi. Để mình nhét đồ tiếp các thứ vào. Thì nó mới chuẩn phong cách ngôi nhà Nhật và vàng ngôi nhà này cực thoáng luôn. Vâng. Bây giờ mình làm đến cửa nhá. Gắn trang trí đồng bộ lên tường thì nó đẹp hơn em ơi. Gắn thẳng vào tường chứ không cần cái tủ này gắn nữa. Gắn thẳng vào tường nhưng mà mình thiết kế theo kiểu đồng bộ. Vâng. Thiết kế theo kiểu đồng bộ, nhìn nó như một cái tủ tường nhưng mà nó chỉ thò ra mất khoảng 30 phân thôi. À chú ơi, cháu không biết là cái của chú làm thì là cháu muốn là ví dụ sau này mình xây này, cháu không sơn đâu mà cháu muốn là ốp tất gạch ở trên trên tường. Ốp tất gạch cho nó sạch. Ốp tất gạch thì sạch thật nhưng mà nó nhà của bệnh viện. Thế đẹp lắm, đây cho cái nhà này cho thích. Đẹp. Đẹp nhưng mà nó lạnh. Phòng khách. Nếu mà gỗ tắt thì được nhưng ốp gạch tắt là nhà bệnh viện. Cháu thấy đẹp, cháu thấy nó sạch. Nghe cháu bên kia cháu ốp thì cháu thấy sạch lắm. Ốp bóng hết thì nó sạch nhưng mà người ta vào nó cảm giác nó lạnh. Bên nhà nhiều khi người ta còn phải tạo những cái khoảng sần. Chứ cứ sơn sâu xong rồi nó lại ẩm ẩm vào xong rồi nó mài nó lại ấy. Cái phần ốp đấy đợi bác cả sẽ quyết tiếp. Vâng, tôi để bác cả quyết tiếp. Ừ, đúng rồi. Không gian cơ bản là ổn rồi đấy. Xong hình thức lên của nhà 71 nữa là chấm hết luôn đấy. À nhà 99 ấy. Chú cứ xem dạo này là những cái mốt nào mà mới nhất chú cứ cho hết và cháu thích nó hiện đại. Cái này về không gian thì miễn chê luôn, cả làng không có không gian này đâu. À, khẳng định loạn luôn. Mình làm nào cho nó ấy vào trong. Cái chỗ để tivi mà treo để tivi nó nặng hay sao? À không phải, cái này nó cái đấy. Trong cái thiết kế đồng bộ nó không phải là treo mà nó cũng không phải là đặt lên mà nó nửa đặt nửa treo. Xa xa ở dưới và cũng trời. Mỗi độ nó hơi tốn money của bạn thôi. Chứ còn về độ đẹp, độ chơi thì bạn yên tâm. Cái chi tiết đấy xong là trong cái phần thiết kế là sẽ thể hiện cái 3D để hình dung nó dễ. Xem về chưa, còn đi phó trễ nhìn không phải là phó trực tiếp. Đi bàn giao cũng tự thông, có sức khỏe chính. Để ý tôi bảo các chị có thể là Vy Thanh thôi xem nó. Vy Thanh thôi xem nó nhìn qua cái này xem nó tham gia gì không. Là xã à? Bán dâu, con chụp được rồi. Chút nữa là mời vào nhóm thiết kế luôn. Vâng, nhóm cho mình nhìn đấy. Đông Nam, Tây Bắc. Tây Nam bên sảnh phụ đây, nhà mình là Tây Nam đúng không? Tây Nam. Quá đẹp luôn. Sảnh phụ đây mình đi vào đây từ ngoài đường vào đây. Riêng mở cái sảnh phụ bên Tây Nam. Ngoài đường. Mở cái sảnh phụ bên Tây Nam này là đẹp chấm hết luôn. Đây gần chắc là cũng khu này đấy chứ nhỉ? Máy giặt chỗ nào? Phía sau này em ơi. Phía sau này anh sẽ cố gắng để cho 2 mét. Để 2 mét để làm khu sân ướt, khu bếp sân phụ, ướt, rồi bếp là phụ. Máy giặt các thứ để tất đằng sau này. Đằng sau sạch sẽ không ai nhìn vào. Khoảng phía sau này nhá. Phơi phủng các kiểu, đúng không ạ? Cái phía bên hàng xóm chỉ để 1m hoặc 80, còn đâu là để dồn trong hết này, để phía vâng. Trước. Để ngoài cái sảnh mình còn có thể trồng những cái cây, cái vâng, trang trí. Và nó càng xa đường càng tốt. Vâng, đúng. Và nữa là khi mà nó xa đường như thế thì cái ngôi nhà của mình người ta mới ngắm được. Vâng. Chứ còn nó úp ngay vào đường thì nó lại thành ấy người quá. Ta không ngắm được. Vâng, vâng, cháu hiểu. Thế tức là ví dụ đây là đoạn này này, đây là đi vào bếp này mình để 2 mét, từ chỗ này mình để máy giặt phơi phóng ở thừa đây luôn, đằng sau luôn. Rồi. Cái WC khắp kín để cho phòng phía trước nhá. Vâng. Bố mẹ nó cửa vào. Bố mẹ tính ngủ phòng nào?
Tất nhiên là phòng đấy rồi. Chắc chắn phòng là đấy phải cạnh phòng khách vào đấy trong nhà luôn là phòng đấy là vào. Chắc chắn là phải phòng ngủ phòng này rồi. Ngoài nhìn ra sân nha, nhìn ra phòng khách nha, phòng thờ phòng bố mẹ là phòng này là chuẩn luôn. Ngoài cùng thì còn trong ngoài cùng là trong nhà các kiểu nữa. Đây cái cửa sổ ngó ra sân này. Cửa sổ hết từ chính. À đây có phải có một cửa vào không hay là như nào ạ? Đây cửa vào đây. Có thêm một cửa vào. Một cửa vào đây, một cửa đấy ạ. Và đây là cửa sổ. Đây là cửa sổ đúng không ạ? Cửa sổ lớn. Mở cửa ra là sân. Cái phòng đấy là phòng VIP nhất rồi. Rộng nhất phòng VIP đấy. Nhất phải cho gia chủ rồi. Nên các bạn này cùng lắm Tết nhất mới về. Mà ông kia có về thì cũng lúc đấy cũng già bằng bố rồi. Về mà giữ nhà. Đấy, đấy. Còn cô chú thỉnh thoảng sang chơi tí về chứ cũng chẳng ngủ đây đâu. Thêm cái sổ nữa. Ngoài này thôi, ngoài này nó gần cái cửa to rồi thôi. Em thấy cơ bản như thế ổn chưa? Ổn mà rất hợp đất nhà em luôn rồi đấy. Cái quan trọng của tư vấn này là nó phải hợp với đất. Chứ còn nhà đẹp 99, nhà đẹp 71 mà bê nguyên xi vào không được. Kiểu như là của nó cái phần ngang nó rộng, nó dài. Nó dài. Nhưng cháu muốn cái thiết kế cái phần sân là cho nó nhìn nó lung linh cho cháu với nhá. Rồi cái đấy sau là thể hiện trên 3D. Hôm nay không thể hiện hết được trên đấy đâu. Con như thế là cái chỗ nhưng này mà nó phải có cái đất là bây giờ nó này cái chỗ này là nó phải thòi đến đây đúng không? Cái chỗ này. Bên này, mé hiện đây. Bên nhà cháu mình nó không được vuông, nó bị không, cái cái phía đấy mình cứ làm thụt hết đi để cách bờ tường bên đấy 1 mét chưa? 80 hoặc 1 mét. Cứ để cách bên đấy 1 mét. Không đang nói là cái miếng đất nó thòi ra đây mà. Cái phần này, cái phần thò này. Cái phần này mình sẽ dùng đất chỗ này là để xây nhà. Đây cháu sẽ làm. Đừng có mực đâu. Đấy, nó sẽ dồn vào cái góc này. Đấy. Nó sẽ cách cái bờ này 1 mét, còn cái bờ này kệ nó, không liên quan. Và nó chỉ nằm trong cái khung này thôi ạ. À. Đấy. Thì nó dễ hình dung. Vâng. Coi như thế là này là bao nhiêu mét thôi ạ? Cái này là để cháu cân lên hạ xuống. Bình thường nó sẽ là khoảng 12.9 x 12.9. Được. Giờ nhà mình lần kia là này là gọi là 7 mét, còn 5 mét mấy thì... của chú đang là 16. Tí cháu kéo cả thước dây cháu đo lại cho chính xác luôn. Đấy, thế là bây giờ phòng khách mình đi vào đây, đây phòng khách, đây phòng bố mẹ. Ở chỗ này đây có một lối cửa đi ra nhá. Cửa đi ra đúng không? Xong mình ở bên đấy là mình phơi phóng cái các thứ. Đó. Không, phơi phóng thì phơi ở ngay khu sân ướt. Khu sân ướt này đúng rồi, khu sân ướt này có làm một cái móc phơi phóng với máy giặt ở đấy. Cạnh phần bếp và ra đấy luôn. Với lại nhiều khi là rửa giấy ở trong khu đấy, ướt giặt con gà hoặc gì gì đấy là khu đấy. Đi từ đây là thẳng đây, không bị bẩn như các thứ phòng khách cái chỗ kia đã sạch. Thích cửa sổ đằng sau gì? Nhiều quá, quá chặt quá nắng không chứ không? Ba cửa sổ như thế. Còn đâu cận chỗ nào để biểu không, cửa sổ? Cửa sổ tất cả những cái ô xanh đằng sau. Ô xanh là cửa sổ. Được mà, đừng tiếc cửa, đừng tiếc cửa. Vâng. Nó mất tiền cửa ban đầu nhưng về sau ở nó sướng. Nó thoáng. Nó thoáng. Còn cái phòng sau phòng thờ. Cái phòng này nhá, kể cả mình có kê phòng ngủ vào đây thì mình kê cái hệ tủ quần áo vào trong này. Còn kê cái đầu giường ra ngoài này. Nếu là cái hướng giường nếu mà không ngủ
Nhà nó nằm đạp sang bếp, đạp chân sang bếp. Nếu giả sử là ngủ, có người ngủ thì kê một cái hệ tủ quần áo dựa vào cái tủ của phòng thờ. Còn cái hướng giường của bạn sẽ sang đây. Và mô phỏng là phòng ngủ luôn cho nó khỏi đau đầu. Chứ còn sau mình dùng cái mục đích gì thì kệ nó. Đến khi mình ngủ nó không bị bỡ ngỡ. Lúc muốn kê đồ phòng ngủ nó không núng túng. Đúng không? À. Khu này trục mâm. Trục mâm thoải mái. Không, đang bảo để máy bơm á. Máy bơm. Mùi sẽ mâm đây. Trục mâm thoải mái. Cho vào cái sân ở 48m2, gần 50. Rộng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 5, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7, 63. 70m cả bếp cả khách. Rộng, thoải mái. Rộng mênh mông. Rộng mênh mông. Hình cái kia cứ thứ vào ngủ thoải mái, nó có đám gì đấy. Khi mà anh thiết kế như này là nó tối ưu hết không gian và nó được vay mượn nhau. Ví dụ bếp nó sẽ vay mượn với khách, khách nó vay mượn với thờ, là nó vay mượn chung với nhau những cái không gian chung. Nó không bị ngăn mà không ngăn. Cái khu thờ này thì hai bên đất này có thể mình vẫn xây hoặc là mình làm cắt CNC tùy hai bên đất nhá. Còn phía trước là vẫn chống toàn bộ cái mặt của phòng thờ nhá. Xong là mình cắt cái yếm gỗ ra, xong là buông cái rèm xuống. Vâng. Nhưng mà cháu đang có một thắc mắc là đây là nhà vệ sinh và đây là nhà vệ sinh. Thế thì bây giờ hai cái phòng ngủ này muốn đi vệ sinh thì phải đi ra khoảng cách rồi vào ngó tận cuối của cái bếp này cơ ạ. Thế là bình thường. Thế là hơi xa. Nó có vài mét thôi chứ bây giờ mà sắp sang đây nữa. Đến lúc mà đang nấu nướng ở đây lại chạy sang đây. Vẫn phải chấp nhận nó bình thường. Không, cái này không có phòng tắm thì để đây thì nhà vệ sinh thôi, thì hai nhà thì được phải đi. Cái phòng vệ sinh mà để chỗ này nó hơi dở cái, nếu phòng vệ sinh chung là nó lộ. Thì nó lại không đẹp. Còn nếu trường hợp nữa mà muốn gọi là vừa khép kín vừa ấy là đẩy xuống dưới này. Nhưng mà đẩy như thế thì nó lại mất cái diện tích của phòng ngủ, nó không được vuông vắn đâu. Rồi chấp nhận đi vài bước chân ở trong nhà. Bây giờ mình thử thiết kế nhà vệ sinh đây và nhà vệ sinh đây. Đây là cuối của phòng ăn. Thôi thế cũng được, thế cũng ok. Chốt nha. Chốt, chẳng thấy ok, hợp lý đấy. Còn bên kia là chỗ cái phần đấy trong phần thiết kế là anh sẽ tính toán với em cụ thể. Nó có đầy đủ trong hồ sơ thiết kế. Đấy, đang thiết kế đại cộng đấy. Đổi thế nào để Không, cộng cổng là không ấy là đỗ cổng đấy. Đỗ cổng hai nhà kia. Dạ. Cái rộng rộng mấy cháu đi đỗ ô tô vào. Cái vị trí cổng của chú bây giờ ví dụ bên kia. Vâng. Mình chỉ không để xuyên tâm thôi. Còn ví dụ cùng ra nhưng mà mình ra lệch một tí, nó ra lệch một tí là ok. Không xuyên tâm sát có nghĩa là chính tâm nhà nó mới chính tâm nhà mình, nó không đồng trục. Chứ còn nó hơi lệch nhau một tí ok. Chứ không phải sợ đấu khẩu đâu. Thế hai bên mặt tiền người ta úp mặt hết vào nhau thì suốt ngày đấu nhau, đúng không? Vâng. Đấy, không phải tham quan cụ thể. Mình nhà phố thì mỗi bên có mỗi 15 mét đâu tránh đi đâu. Làm sao cái cổng nó rộng rộng, mình ô tô các thứ vào thoải mái các kiểu. Cái cổng này quan trọng đến lúc chú thực thi. Chứ còn trên bản vẽ cháu vẫn vẽ cho chú cái hình thù cái cổng, cái kích thước cái cổng như nào để chú xây. Chứ còn tiến lên dịch xuống là do chú. Chỉ ý bài ra được đấy sẵn rồi. Chú đi ra đây, mình cái nhà ra luôn được. Cái gì? Anh gọi cho chị Lý luôn không? Cái diện tích của mình, diện tích phủ bì nó sẽ là 12.9 x 12.9 nhân nhá. Cô ấy. Đấy, thì không gian cơ bản nó sẽ như này. Viện luôn. Cái tường ra coi được cho người ta xem. Tường xung quanh là tường đôi hết em nhá, còn tường ruột ở bên trong chỉ cần tường 10 thôi.
xung quanh là tường đôi hết để cho nó bảo vệ ngôi nhà tốt hơn. Mấy hai đấy là nó còn liên quan đến đường điện, đường nước của mình. Dạ. Ừ. Chốt nhá. Dạ, cháu thấy hợp lý. Chỉ có mỗi cái nhà gia đình cho nên đi xa thôi, kệ thấy thằng nào cũng ấy rồi. Bây giờ là ký với anh một cái hợp đồng thiết kế và sau khoảng một tháng anh bàn giao bản vẽ nhá. Vâng. Sau một tháng bàn giao bản vẽ, đồng thời bàn giao luôn cả cái dự toán. Vâng. Dự toán báo giá thì nó còn dày hơn cả cái quyển thiết kế cả. Phải ngồi nghiên cứu. Bởi vì nó chi tiết từ viên gạch, hạt cát, giá bao tiền, cộng bao tiền thì nó mới ra được. Nó mới ra được cụ thể. Và chuyển file mềm sang đấy em nghiên cứu khoảng chục ngày. Sau đó bảo thấy các anh báo giá ok, được, hợp lý. Thì cộng với em gái với bố mẹ ở nhà nữa thì anh lại quay xuống anh ký hợp đồng thi công. Cộng sân tường đúng rồi. Tại vì em cũng mua, cháu cũng muốn là làm cả sân tường. Mà cái tiền chứ đâu mất công đâu, bây giờ mình làm thế xong rồi lúc sau sân tường lại phải thuê nhóm khác à? Không, cái tổng sân tường vẫn báo giá hết luôn cho bạn luôn. Vâng, tổng sân tường luôn. Ví dụ bạn áng áng cho mình là bạn mong muốn cái làm cái sân vườn cổng tường rào khoảng bao tiền? Ví dụ là 300 triệu, 500 triệu thì mình sẽ báo giá nó tương ứng. Ví dụ bạn làm 200-300 triệu thì cái tường rào của bạn nó có thể chỉ là sắt nghệ thuật hoặc là inox. Nhưng mà 500 triệu của bạn thì tường rào của bạn nó lại là nhôm đúc. Đấy. Nó ăn theo cái số tiền bạn đầu tư. Thế thì tại vì cháu cũng chưa biết là cụ thể là nó kiểu như là mình xây lên thì nó rơi vào khoảng tầm bao nhiêu. Thì nếu như bác có một cái hạch toán hay cháu giống như bây giờ là chủ nhà hạch toán, nhưng bây giờ chủ nhà phải mong muốn đầu tư cái nhà là bao nhiêu tiền, còn chất liệu nó như thế nào. Ví dụ bảo tôi muốn mua khoảng độ 500 triệu thì bắt đầu người ta mới ngựa cơm gắp mắm ra, người ta mới bây giờ ví dụ như ông xã nha, bảo em đi mua cho anh mâm cỗ 500.000 đúng không, thì lúc đấy mình mới ra chợ mình mới lựa mua con gà con cá đấy. Thì mình cứ xong cái này đã, cứ phải xong hạch toán là ra số tiền đã, xong đầu tiên là cứ làm xong cái nhà đã, bởi vì trong cái quá trình thi công mua nhà nó đây là phần nền móng ở dưới ta cứ định hình nó như thế đúng không nào. Thế còn cái phần chiều cao chiều kiết là còn cái đấy cụ thể trong thiết kế. Trong thiết kế thì sẽ là máy mà hết các thứ này ta không ngồi. Chú ơi. Chú ơi. Phú ơi. À, cụ ra bảo chú cầm cả cái quyển bản vẽ hai tầng ấy vào cho ông xem. Ông xem là trong cái quyển bản vẽ nó có những gì. Ông bây giờ chưa hình dung ra trong cái quyển bản vẽ. Chú em chú có cái hình, có cái bản vẽ đấy đúng không? Có cái hình thật của cái nhà gần tựa như thế này để nhà cháu hình dung được không? Ở bên ngoài ấy. Tại vì cháu muốn là một số cái thì mình nhìn lên thôi, nhưng cháu muốn nó có hai cái cửa sổ ở đằng trên ấy, ở trên đấy nó có hai cái. Rồi, cái chuồng chim. Tại bình thường một cái thì nó bé ít lắm, nó phải 2-3 cái thì nó mới sang. Cái đấy để làm mát mái, cái đấy phải có trong thiết kế. Cái đấy tí đuổi ra. Thích thế cho nó đẹp. Còn cái chỗ nào để ấy nguồn nước nó bị cao cao thì nguồn nước đấy cũng nào. Vâng, những cái nó còn nhiều chi tiết lắm. Nhiều thứ lắm. Đấy, sau cái lúc nào thiết kế xong thì cái nhà mình nó có hai quyển hồ sơ, những quyển này. Quyển như thế kiểu như thế. Đây là hai tầng. Vâng, đấy nó dạng như thế. Ví dụ cái quyển hồ sơ mình nó. Không có quyển nào một tầng ở đây ạ. Có. Không như nó lại nhà nó lại không như nhà mình. Có nghĩa là xong cái quyển hồ sơ nó sẽ dày như thế và nó có nhiều hơn như thế. Cũng nói đấy mà. Quý vị ạ, cảm ơn quý vị đã xem video tới giây phút này. Và thầy mình đã chốt thiết kế xong và đến giai đoạn ký hợp đồng. Hẹn gặp lại và quý vị khán giả ở những video sau nhé. Cảm ơn quý vị và khán giả đã đăng ký kênh. Đây.